khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh như một viên ngọc thô sơ, được chủ đầu tư khéo léo mài dũa để ngày càng tỏa sáng. Từ một vùng đất tẻ nhạt đơn điệu, Cát Tường Phú Sinh hôm nay căng tràn sức sống. Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong tổng thể quy hoạch 7.000 hectare đất khu công nghiệp và làng đại học, giáp ranh Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, giao thông kết nối dễ dàng. Với vị trí này, cư dân Cát Tường Phú Sinh có thể dễ dàng làm việc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng bán kính 3-5 km, có đầy đủ các tiện ích. Khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Tổng diện tích đất quy hoạch 107 ha được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 41,2 ha, trong đó đất dân cư là 26,2 ha và 15 ha là khu du lịch sinh thái. Giai đoạn 2 47,7 ha, giai đoạn 3 18,1 ha, mật độ xây dựng khoảng 40%, còn lại 60% là hồ sinh thái, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên cây xanh và các công trình công cộng khác phục vụ cư dân. Dự án được công bố vào tháng 5 năm 2016. Đến nay, các hạng mục hạ tầng của giai đoạn 1 gần như hoàn thiện, diện mạo khu đô thị tươi đẹp hơn theo từng ngày. Đối với cái dự án Cát Tường Phú Sinh này thì từ khi triển khai đến giờ đã mới được có 6 tháng thôi, nhưng mà chúng tôi đã làm được coi như là 80% về vấn đề hạ tầng. Còn về vấn đề mà xây nhà thì tất cả những cái cam kết đối với khách hàng thì chúng tôi đều rất là nghiêm túc. Khu phố thương mại Long Phát nằm ở trung tâm khu đô thị, ôm hết nửa hồ sinh thái. Những dãy nhà phố thương mại liên kế đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Các công viên Châu Long, Giao Long, Nhật Long, Thiên Long, Dân Long với sắc xanh trong trẻo như đón thiên nhiên chan hòa vào cuộc sống. Trung tâm thương mại An Phú Sinh quy mô 1,7 ha tọa lạc tại trung tâm phố thương mại Long Phát cũng được chủ đầu tư triển khai trong thời gian sắp tới. Phố thương mại Hưng Phát sở hữu vị trí nổi bật ven kênh du lịch dài 1,5 km trong mát với vẻ đẹp thanh bình yên ả, xen lẫn những dãy phố là công viên văn hóa Bách Hỷ và công viên Tùng Diệp với những con đường tản bộ xanh mát bóng cây là nơi lý tưởng để dạo bước cùng người thân vào mỗi buổi sớm mai hay lúc chiều tà. Phố thương mại Lộc Phát sở hữu phố đi bộ An Lộc Phát ven hồ, lấy ý tưởng ngũ hành, mang điều tốt lành đến quý khách hàng, được lát nền đường bằng những viên gạch có họa tiết hoa văn đẹp mắt. Liền kề với khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, công viên Ánh Dương và công viên Hừng Đông. Khu du lịch sinh thái An Tây Hồ có quy mô hơn 15 ha là điểm nhấn đặc biệt giúp du khách và cư dân nơi đây tìm đến, khám phá sự tĩnh lặng, nét hoang sơ của miền quê Việt Nam, kết hợp giữa văn hóa truyền thống và những tiện ích hiện đại, được đội ngũ kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm và những nghệ nhân tài hoa đã tái tạo nên. Hàng tuần, khu đô thị tiếp đón hàng trăm lượt khách tham quan và tìm hiểu dự án. Em thì nói chung là cũng tham khảo ở nhiều nơi rồi. Thì sau khi mà tham quan ở đây thì thấy rất ưng ý. Thì thứ nhất là cái giá cả. Giá cả thì nó rất là phù hợp. Phù hợp là tại vì nó vừa cái túi tiền của mình. Mình có thể mình mua miếng đất mình an cư được. Cái thứ hai nữa là mình thấy cái tiến độ ở đây thì nó cũng tương đối là nhanh so với những cái dự án mà mình đã tham khảo rồi. Thì mình thấy là nó hội đủ nhiều cái vấn đề mà mình đang cần á, nên mình quyết định là gia đình mình đều tập trung ở đây, cũng mua được một số nền ở đây. Thì bữa nay là cũng lên nhận đất để chuẩn bị thi công. Cát Tường Phú Sinh không chỉ đáp ứng được kỳ vọng của đại đa số khách hàng có nhu cầu nhà ở hiện nay, mà nó còn chạm vào từng cung bậc cảm xúc của con người phố thị. Đó là cuộc sống xanh, sạch và tiện nghi. Với mức giá hợp lý, Cát Tường Phú Sinh càng trở nên hấp dẫn đối với khách hàng có thu nhập trung bình khá và những nhà đầu tư. Đến nay, những dãy nhà phố hiện đại liên tiếp được dựng xây, người dân bắt đầu về an cư, góp phần gia tăng thêm giá trị khu đô thị. Đối với một cái dự án có 3 vấn đề quan trọng nhất: một là pháp lý, hai là cơ sở hạ tầng, ba đó là các cái dịch vụ tiện ích công cộng. Thì đối với Cát Tường Đức Hòa luôn luôn là nghiêm túc và thực hiện ba cái tiêu chí đó. Sinh sống tại đây, khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi hệ thống an ninh giám sát 24/24, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác thải hiện đại nhanh chóng.
cây xanh được chăm sóc mỗi ngày, đảm bảo môi trường luôn trong lành, xanh sạch. Với mức giá hợp lý, những cam kết từ chủ đầu tư, đặc biệt sản phẩm chất lượng phù hợp với nhu cầu thực ở của khách hàng. Vì thế, các tường Phú Sinh tạo được sức hút trên thị trường bất động sản phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Hơn 1.000 sản phẩm thuộc giai đoạn 1 đều giao dịch thành công. Điều này đã chứng minh hướng đi đúng đắn của chủ đầu tư, công ty cổ phần địa ốc Cát Tường Đức Hòa, khi hiện thực hóa ý tưởng mang đến thị trường bất động sản một đô thị sinh thái nghỉ dưỡng thú vị, một môi trường kinh doanh phồn thịnh, xứng đáng trở thành một chốn an cư và đầu tư lý tưởng cho mọi nhà. Cát Tường Phú Sinh, cuộc sống xanh, nơi miền đất lành.